Bác sĩ ơi, nó làm sao rồi hả bác sĩ? Dạ. Mấy ngày nay nó không có chịu ăn uống gì hết trơn á. Nó chỉ uống chút xíu sữa thôi à. Cơ thể của anh Thành đang suy nhược do thiếu sức đề kháng, không đủ chất dinh dưỡng. Nên vết thương cũng lâu lành hơn những người khác. Không biết là gia đình mình có chuyện gì không vui làm ảnh hưởng tới sức khỏe của anh. Nó dại gái, chứ nhà tôi có ai làm gì nó đâu. Quen ai không biết được. Cái gì vậy? Ăn nói lung tung à? Dạ thưa bác sĩ, bây giờ nhờ bác sĩ giúp nó, thuốc men tiền bạc bao nhiêu tôi cũng lo được hết trơn á. Để chút tôi sẽ vô thêm nước miệng cho anh. Dạ. Nhưng tốt nhất thì vẫn phải ăn uống đầy đủ. Tâm trạng thoải mái thì mới mau hồi phục được. Dạ cảm ơn bác sĩ. Dạ không có gì. Dạ cảm ơn bác sĩ. Sau này không có được ăn nói lung tung nữa nghe. Không khác gì rạch áo cho người khác xem lưng. Thì sự thật sao cô nói vậy thôi, chứ không phải nói gì con nhỏ trôi sông lạc chợ không chịu ăn uống gì sao má la con à. Má nói đúng mà em. Đó, nói ra người ngoài họ có giúp gì mình được đâu, rồi còn cười cho mình nữa đó. Bởi vậy cái nhà này hết chị rồi tới em, không có biết suy nghĩ gì hết. Giờ phải làm sao đây nè? Năn nỉ dỗ ngọt đủ mọi cách mà vẫn cứ như vậy. Đó giờ mấy chuyện tình cảm hay gây tâm bệnh mà má. Hay là má chịu theo ý của thằng Thành đi. Nói cái gì vậy? Né hả? Đứng ngay cho tôi quánh. Cho nó quánh chút đi. Nè, đứng thì quánh một cái, né thì quánh hai cái. Nói là sao? Ý anh á là rước con nhỏ trôi sông lạc chợ để về làm dâu nhà này hả? Dâu con nhà này chỉ có con Bích mới xứng thôi. Còn con nhỏ đó nằm mơ cũng không có cửa, hiểu chưa? Chứ bây giờ còn cách nào nữa đâu. Em không nghe bác sĩ nói bệnh tình của thằng Thành hả? Tại vì cái con nhỏ đó nó còn lãng vảng ở đây, cho nên thằng quỷ Thành nó làm vậy để gây áp lực cho má. Nó không ăn cứ vô nước biển, không có chết đâu mà lo. Má đó, má không có được nhân nhượng gì hết. Còn anh muốn theo phe tụi nó đúng không? Đâu có đâu. Tại vì anh lo sức khỏe của thằng Thành mà. Con Thảo nó nói cũng không phải là không có lý đâu. Chỉ cần con nhỏ đó nó không còn ở đây, từ từ thằng Thành nó sẽ nguôi ngoai. Mấy hôm trước kêu con kiếm người hù dọa nó để nó đi xứ khác. Con lo tới đâu rồi? Con đang kiếm nhà con nhỏ đó. Trời, bữa giờ kiếm mà chưa ra nữa. Mấy đứa anh kêu sao mà vô dụng quá vậy? Thì tụi nó đâu phải là dân chuyên nghiệp. Anh cũng đâu phải là người trong giang hồ đâu mà quen được dân anh chị này nọ. Anh đúng là vô dụng. Được rồi, để đó đi. Tôi nhờ mấy đứa bạn của tôi. Tụi nó hay kêu mấy đứa giang hồ đi điều tra đánh ghe mấy con hồ ly. Vậy thì em nói tụi bạn em cho anh địa chỉ đi. Anh sẽ tới chỗ của họ làm việc thương lượng với người ta. Em khỏi đi chi cho mất công. Trời, tất nhiên là anh đi mình anh rồi. Chứ tôi ngu gì mà tôi đi chung. Lỡ công an hốt vì cái tội chủ mưu rồi sao? Bao nhiêu tiền cũng được, miễn là con nhỏ đó phải đi liền. Dạ, con biết rồi má.